của chúng ta. Sau khi dùng máy đánh vảy cá Takeo TK500, cá rất là sạch vảy. Điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh vảy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh vảy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 đu lô để đánh vảy cá và hai mặt sàn ở bên ngoài. Với 5 đu lô này thì các bạn có thể đánh vảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Cái máy đánh vảy cá TK500 này thì có motor công suất là 2.5kW và được bảo hành toàn quốc trong vòng 12 tháng. Và sau đây thì tôi sẽ test đánh vảy cá lóc cho các bạn xem. Sau khi chúng ta đổ cá vào, chúng ta sẽ cài đặt thời gian cho máy làm việc. Đối với cá lóc thì thời gian máy chạy sẽ là 90 giây. Chúng ta hãy cùng cài đặt lên. Chúng ta có thể nhấn các nút này để tăng giảm thời gian. Và đây là tôi đã cài đặt là 90 giây. Thì sau khi hết 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Tiếp đó thì chúng ta sẽ nhấn công tắc cho máy hoạt động để đánh vảy cá. Sau khi dùng máy đánh vảy cá Takeo TK500, cá rất là sạch vảy.